liệu Đinh La Thăng có được Tô Lâm và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giải cứu hay không. Việc cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được cho là sẽ sát cánh với Tô Lâm trong một cuộc cải cách cho thấy di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là bị dỡ bỏ, đặc biệt là công cuộc đốt lò và sự lựa chọn nhân sự lãnh đạo cấp cao. Theo thống kê, danh sách những ủy viên Trung ương Đảng bị loại đến ngày 17 tháng 8, nếu tính trên 180 ủy viên chính thức đầu khóa 13 thì tỷ lệ hao hụt lên tới 14,4%. Danh sách này chỉ gồm những người đã bị loại bỏ do bị kỷ luật nhưng đã chủ động xin thôi chức, không tính những trường hợp nghỉ vì các lý do khác. Trên cương vị Tổng Bí thư, ông Trọng đã để lại di sản là việc các quan chức trong bộ máy của Đảng và Nhà nước Việt Nam ăn không thừa một thứ gì của dân. Một kẻ tham nhũng như Võ Văn Thưởng vào ngày 20 tháng 2 năm 2023 từng phát biểu rằng ngoài lợi ích của nhân dân thì Đảng ta không còn lợi ích nào khác. Công cuộc đốt lò chống tham nhũng của ông Trọng thể hiện sự bất công theo lối nhất bên trọng, nhất bên khinh. Ông thiên vị những người cùng phe cánh, dù cùng một sai phạm quy mô như nhau, nhưng có người bị khởi tố hình sự với bản án hết sức nặng nề. Nhưng người thuộc cánh hầu của ông Trọng thì chỉ bị kỷ luật nhẹ nhàng qua loa rồi cho hạ cánh an toàn. Thậm chí người cùng phe với ông Trọng phạm tội nặng hơn vẫn được cho qua. Chỉ cần so sánh hai trường hợp, cùng là cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là Đinh La Thăng và Lê Thanh Hải thì thấy rất rõ. Trong một thể chế chính trị độc đảng như ở Việt Nam, việc có quan chức tham nhũng hay lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi là điều tất nhiên, vấn đề chỉ là tham nhũng quy mô lớn hay tham nhũng nhỏ. Công luận thấy rằng nếu sử dụng cách Tổng Trọng chỉ đạo, áp tội trong Đinh La Thăng thì có đến 99% lãnh đạo cấp cao đều phạm tội cả. Vậy mà ông Thăng lại là Ủy viên Bộ Chính trị duy nhất phải nhận bản án tù trên 40 năm làm tròn thành 30 năm. Tới mức ra trước tòa, bị cáo Đinh La Thăng phải thốt lên cay đắng: hãy đối xử với tôi như một con người. Khác gì ông Thăng nói rằng Tổng Trọng còn ác hơn cầm thú. Trong khi đó, hàng loạt các quan chức cấp cao khác từng nhận hối lộ hàng triệu đô la thì được rút kinh nghiệm và cho thôi chức mà thôi. Ông Lê Thanh Hải, một kẻ mệnh danh là sâu chúa, qua hai lần bị kỷ luật, cuối cùng cũng chỉ cách hết chức vụ cũ, đã hết nhiệm kỳ và được hạ cánh an toàn. Đó là lý do những ngày gần đây trên mạng xã hội có bình luận cho rằng ông Đinh La Thăng, một đệ tử của Nguyễn Tấn Dũng, sẽ sớm được xem xét giảm án, tiến tới được đặc xá, ân xá, tương tự như bị cáo Chu Ngọc Anh, một đệ tử của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng còn quá sớm để tính được khả năng vừa kể trên, vì ông Thăng chưa chấp hành đủ một nửa bản án. Trong lúc đó, ông Tô Lâm vừa nhậm chức đang phải giải quyết muôn vàn chuyện đại sự quốc gia. Nhưng cũng có nhận định cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng, một lãnh đạo gốc Nam Bộ, một người có trách nhiệm cũng như có tình thương với các đàn em, chắc chắn đã có các cách để giải cứu ông Đinh La Thăng cũng như những đàn em khác là nạn nhân của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Do đó, với tình hình nhân sự lãnh đạo cấp cao tại thời điểm hiện nay, việc các khối tư pháp như Bộ Công an, Viện Kiểm sát tối cao, Tòa án tối cao đều nằm trong sự bao trùm và chi phối của Tô Lâm. Việc cái gọi là trường hợp đặc biệt ngoại lệ sẽ được áp dụng như cách Tổng Trọng thường sử dụng trước đây. Trong một thời gian không xa, ông Đinh La Thăng có thể sẽ được giải cứu. Đây là một sự bất ngờ ít ai nghĩ đến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin liệu bị án Đinh La Thăng có được Tô Lâm và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giải cứu hay không. Công khai mối quan hệ với cựu Thủ tướng Ba Dũng, Tô Lâm đang tính toán điều gì? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã qua đời sau hơn 13 năm nắm vững cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong tang lễ của ông Trọng với không khí hết sức nghiêm trang, thì nụ cười khó hiểu của ông Nguyễn Tấn Dũng đã khiến dư luận nổi sóng. Thái độ khó hiểu của ông Ba Dũng cũng như cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã khiến cho người ta nghĩ đến phát biểu của Tổng Trọng rằng mình phải như thế nào thì người ta mới như thế chứ. Nghĩa là những hành động gây thù, chuốc oán của ông Trọng trước đây với ông Ba Dũng và các đồng chí trong đảng đã khiến ông phải trả giá. Tân Tổng Bí thư Tô Lâm và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trên mạng xã hội có không ít ý kiến nghi ngờ, phải chăng cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trở lại chính trường? Tại đại hội lần thứ 12, Tổng Trọng với sự giúp sức của ban lãnh đạo Bắc Kinh dường như đã thành công loại bỏ ông Ba Dũng. Mặc dù trước đó, ông Dũng nhận được sự ủng hộ của gần 80% ban chấp hành Trung ương Đảng. Đó là lý do vì sao tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 11, Tổng Trọng từng đề nghị tập thể ban chấp hành Trung ương Đảng tiến hành kỷ luật Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhưng bị đa số ủy viên Trung ương bác bỏ. Sau đại hội đảng lần thứ 12, ông Tô Lâm là người từng là thư ký riêng của Thượng tướng Thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng, một nhân vật thân tín và trợ lý về an ninh
tôn giáo của Thủ tướng Ba Dũng, đã trở thành Bộ trưởng Bộ Công an. Bộ trưởng Tô Lâm vốn dĩ là một cáo già trong ngành công an, nên dễ dàng qua mắt được Tổng Trọng, nhanh chóng trở thành một nhân vật được tin cẩn và giúp sức cho ông Trọng gặt hái được những thành công trong công cuộc đốt lò. Dưới sự chỉ đạo của Tổng Trọng, Bộ Công an của Tô Lâm đã trở thành công cụ đắc lực, sẵn sàng đè bẹp bất kỳ ai theo ý ông Trọng. Trong hơn 8 năm ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm đã đủ lông, đủ cánh. Thêm vào đó, kho dữ liệu về các hồ sơ nhúng chàm của quan chức cấp cao được thành lập khi sức khỏe của Tổng Trọng gặp vấn đề do tuổi cao sức yếu. Tô Lâm đã chính thức bộc lộ kế hoạch đảo chính không tiếng súng và đã thành công mỹ mãn. Hàng loạt các ứng viên cho chức vụ Tổng Bí thư tại Đại hội lần 14 là những nhân vật thân cận được Tổng Trọng dày công đào tạo nâng đỡ đều bị Tô Lâm xóa sổ chóng vánh. Chỉ trong vòng có 73 ngày từ một ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã nắm giữ 2 ghế trong 4 ghế tứ trụ của Đảng. Cuối cùng, quan hệ giữa cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng và Tô Lâm đã được truyền thông nhà nước gián tiếp xác nhận. Vào sáng ngày 17 tháng 8, Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, tại buổi lễ có sự hiện diện của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với dáng ngồi oai vệ bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm. Theo giới phân tích, ông Bà Dũng từng tuyên bố với các tướng lãnh quân khu 9, nếu có vấn đề gì thì tao sẽ quay lại. Nhưng đó đã là câu chuyện của gần 10 năm về trước. Hiện tại, ông Bà Dũng đã 75 tuổi và không phải là kẻ có tham vọng quyền lực cao, cho nên khó có khả năng cựu Thủ tướng trở lại chính trường một lần nữa. Theo giới thạo tin, đứng sau kế hoạch đảo chính mềm của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trước đây hay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hiện nay, chắc chắn có bóng dáng của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây là một thông điệp cho thấy ông Tô Lâm sẽ tiếp tục đi theo con đường cải cách mà ông Dũng đã bỏ dở sau đại hội lần thứ 12. Phải chăng Tô Lâm đang xuống sức do lực bất tòng tâm? Sau một thời gian được cho là lần nữa cuối cùng, thì truyền thông nhà nước Việt Nam chiều ngày 15 tháng 8 đã phải đưa tin Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc trong 3 ngày từ 18 đến 20 tháng 8. Trên cương vị Tổng Bí thư trong chuyến xuất ngoại đầu tiên, ông Tô Lâm đang đối diện với tình thế nội công ngoại kích. Theo đó, một số cá nhân và phe cánh trong Đảng đang nỗ lực ngăn cản ý định nhất thể hóa của ông. Trong chuyến đi Bắc Kinh lần này, liệu Tô Lâm có chấp nhận vận mệnh chung với Trung Quốc, một di sản trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc do Tổng Trọng để lại hay không? Đây là một trong những thách thức rất lớn đối với ông Tô Lâm, vì ông thuộc buộc phải có câu trả lời, dù muốn hay không. Theo một số nhà phân tích quốc tế, Tô Lâm có nhiều biểu hiện muốn theo đuổi mô hình của Cộng hòa Liên bang Nga dưới thời trị vì của Tổng thống Putin hiện nay. Trong khi đó, nguồn tin nội bộ cho biết Tô Lâm sẽ thôi chức Chủ tịch nước và chỉ giữ chức Tổng Bí thư, Đại tướng Lương Cường sẽ lên làm Chủ tịch nước. Những điều này cho thấy sự suy yếu trong quyền lực của ông tân Tổng Bí thư. Ông không thành công trong việc thực hiện ý đồ nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Đáng chú ý, vào sáng ngày 16 tháng 8, truyền thông nhà nước đưa tin nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân 19 tháng 8, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã có mặt tại Đảng ủy Công an Trung ương tặng bức ảnh Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho Đại tướng Phan Văn Giang. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đồng thời là tướng Giang cũng thay mặt Quân ủy Trung ương tặng bức ảnh Bác Hồ với cựu Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn cho Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Câu hỏi đặt ra là tại sao tướng Giang lại thay mặt Quân ủy Trung ương, trong khi mặc nhiên Tô Lâm là bí thư Quân ủy Trung ương? Phải chăng Tô Lâm vẫn chưa thực sự kiểm soát được quyền lực với Quân ủy Trung ương? Việc này diễn ra trong bối cảnh nội bộ cấp cao của Đảng đang có sự chia rẽ sâu sắc. Tô Lâm đang phải đối diện với thế trận thập diện mai phục. Cụ thể, có nhiều dấu hiệu cho thấy đã có những cú bắt tay dưới gầm bàn giữa phe Nghệ An và các tướng lĩnh quân đội đang cùng nhau cầu cứu sự giúp đỡ của ban lãnh đạo Bắc Kinh, dù rằng đã có nhiều chỉ dấu cho thấy ông Tô Lâm và phe cánh đã có kế hoạch chi tiết tỉ mỉ để tảo thanh phe Nghệ An và Hà Tĩnh theo phương châm đào tận gốc, chốc thận rễ, hệ thống chân rết quyền lực của Tổng Trọng. Trong một diễn biến khác, tại hội nghị gặp mặt lãnh đạo, cựu lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào ngày 15 tháng 8, có một điều bất ngờ là sự vắng mặt không lý do của ông Tư Sang, tức là Trương Tấn Sang, cựu Chủ tịch nước. Ngoài ra còn có sự vắng mặt hết sức bất thường của một loạt các cựu lãnh đạo cấp cao,
từng ngồi ghế tứ trụ tại Đại hội Đảng lần thứ 13. Những nạn nhân đã bị ông Tô Lâm cưa ghế bao gồm các ông bà Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng, Trương Thị Mai. Đây là những nhân vật lãnh đạo đứng đầu các phe nhóm chính trị lớn trong Đảng với một hệ thống chân rết sâu rộng trong cả nước. Sự liên kết của các cá nhân cũng như các phe cánh vừa kể trên có thể sẽ trở thành một thách thức không nhỏ với ông Tô Lâm. Việc ông Tô Lâm phải chấp nhận nhà ghế chủ tịch nước cho phe tướng lĩnh quân đội, cũng như việc ông trùm Trần Cẩm Tú trở thành thường trực ban bí thư như tin đồn đoán, thì đó là những mối đe dọa đối với ông Tô Lâm trong thời gian tới. Theo một số nhận định, ông Tô Lâm có ý định loại bỏ những nhân vật kể trên đều có thật, nhưng Tô Lâm lại lực bất tòng tâm. Từ nay đến Đại hội Đảng thứ 14 còn hơn 16 tháng nữa, đó là thời gian để các cá nhân và phe cánh trong Đảng, cũng như tân Tổng Bí thư Tô Lâm bằng nỗ lực cao nhất của mình có thể lật ngược lại được thế cờ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin Phải chăng Tô Lâm đang xuống sức do lực bất tòng tâm? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.